chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Giá vàng hôm nay ngày 20 tháng 2 năm 2021, thị trường Mỹ bất lực, vàng chìm xuống đáy. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh đáy 2 tháng rưỡi cho dù nước Mỹ công bố thị trường lao động diễn biến tiêu cực, không còn giữ được sự phục hồi như trước đó. Sức cầu đối với vàng khá thấp cho dù đồng USD suy yếu trở lại sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tính theo tuần tăng thêm 13.000 người lên 861.000 người, cao hơn mức dự đoán là 848.000. Vàng cũng không thể tăng cho dù chứng khoán Mỹ quay đầu giảm khá mạnh sau nhiều phiên tăng điểm liên tiếp. Vàng chịu áp lực giảm giá trong bối cảnh đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin liên tục lập đỉnh cao mới, giá đã vượt mốc 52.000 USD. Giá trị vốn hóa của đồng tiền này đã lên tới 977 tỷ USD, lợi nhuận của đồng tiền này trong một năm đạt 270%, trong khi lợi nhuận từ vàng chỉ là 25%. Một số dự báo cho rằng đồng Bitcoin có thể lên đến 65.000 USD trong một tháng tới. Nếu xu hướng này tiếp diễn, khả năng đạt 70.000 USD trên một Bitcoin có thể xảy ra. Hàng loạt các đồng tiền kỹ thuật số khác cũng đang tăng giá. Đây cũng là một yếu tố gây áp lực lớn lên giá vàng. Một số ngân hàng lớn tại Mỹ cũng cho biết họ để mắt tới Bitcoin nhiều hơn. Ông Morgan đang xem xét nghiêm túc về loại tài sản này và ông cũng đang xem xét cho Bitcoin vào một mục đầu tư mới. Bên cạnh đó, PayPal, Mastercard đã có động thái quan trọng để hỗ trợ tiền điện tử và Tesla cho biết họ đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin trong tuần trước và có kế hoạch chấp nhận tiền điện tử để thanh toán cho các sản phẩm của mình. Đồng USD giảm giá do thông tin tiêu cực từ thị trường lao động Mỹ, sức hấp dẫn từ các đồng tiền kỹ thuật số và sự lên giá của đồng tiền chủ chốt khác. Đồng bảng Anh tăng mức cao nhất trong gần một năm qua trong bối cảnh kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế nhanh hơn ở Anh nhờ vào thành công của việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid. Dự báo giá vàng trong ngắn hạn, vàng được cho rằng vẫn có thể giảm giá cho nền kinh tế toàn cầu đang có chiều hướng tích cực, nên giới đầu tư không dám đổ tiền mua vàng. Bên cạnh đó, các quỹ lớn bán mạnh vàng. Về dài hạn, vàng được hưởng lợi từ một môi trường tiền giá rẻ và lạm phát tiềm ẩn bùng nổ. Trên thị trường vàng trong nước, giá vàng cao bất thường. Chốt phiên ngày, đa số các cửa hàng tại Hà Nội giảm giá vàng 4 số 9 khoảng 300.000 đồng trên một lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước đó. Ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng tham khảo. Vàng SJC tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết với giá là 56,25 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,77 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,05 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,45 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,2 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,7 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,25 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,75 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 55,52 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,22 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBC được niêm yết với giá là 54,38 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 54,58 triệu đồng trên một lượng. Ngay sau đây là một nhận định của các chuyên gia về thị trường vàng trong thời gian sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo nhé. Bitcoin vừa nhảy qua 52.000 USD đã có dự báo lên 170.000 USD. Bitcoin sẽ không phải gặp ngưỡng kháng cự nào khi tới 170.000 USD. Trong đêm qua, giá Bitcoin lần đầu tiên giao dịch trong lịch sử vượt qua ngưỡng 52.000 USD sau khi lần lượt vượt qua mốc 50.000 USD và 51.000 trong vòng chỉ hơn một ngày trước đó. Trong hơn một tháng trở lại đây, giá Bitcoin đã tăng 46%. Lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 2, giá Bitcoin theo dữ liệu trên trang coinmarket.com đứng ở mức 52.112 USD, tăng gần 5,5% so với thời điểm cách đó 24 tiếng. Và theo các chuyên gia, đà tăng của Bitcoin sẽ không sớm dừng lại. Nhiều doanh nghiệp và nhà tổ chức đầu tư đang bước chân vào thị trường. Tôi cho rằng không có giới hạn nào cho sự tăng giá của Bitcoin.
Tôi không muốn lạc quan thái quá, nhưng trên phương diện phân tích kỹ thuật đơn thuần, có thể thấy giá Bitcoin sẽ không gặp phải kháng cự nào cho tới 170.000 USD. Vốn hóa thị trường Bitcoin hiện nay là 1.000 tỷ USD, còn vốn hóa của thị trường vàng là 10,5 nghìn tỷ USD. Tôi tin giá Bitcoin còn nhiều hơn dư địa để tăng. Trong lúc giá Bitcoin tăng tốc, giá vàng cho thấy dấu hiệu đuối sức. Trong vòng một tháng trở lại đây, giá vàng đã giảm 3%, trái với quan điểm của ông Ronto. Nhiều chuyên gia lại vẫn còn đặt niềm tin tiếp tục vào vàng. Thực lòng mà nói, rất khó để đầu cơ vàng lên giá vào lúc này, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng xu hướng dài hạn của vàng là tăng giá. Và giá vàng đã tăng lên từ 1.100 USD trên một ao lên 1.900 USD trên một ao chỉ trong vòng 2019 đến 2020. Và rồi sau đó giảm trở lại, chúng tôi đang tranh thủ giá vàng giảm để mua vào. Trong vòng 2 năm qua, giá vàng đã tăng 34%. Từ tháng 8 năm ngoái, giá vàng, giá kim loại quý này lần đầu tiên vượt mốc lịch sử 2.000 USD trên một ao. Vàng là một kênh đầu tư lâu đời. Trong khi Bitcoin mới ra đời vào năm 2009, khi thế giới vừa xảy ra khủng hoảng tài chính. Ban đầu, Bitcoin được coi như là một cuộc phản kháng đối với hệ thống ngân hàng truyền thống, rồi dần dần trở thành một loại vàng kỹ thuật số thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư dòng chính. Nhiều ngân hàng đầu tư lớn ở phố Wall đã thể hiện quan điểm ủng hộ Bitcoin, như Morgan mới đây cho biết sẽ xem xét Bitcoin như là một cách nghiêm túc. Goldman Sachs cho thấy sự quan tâm đến lĩnh vực tiền ảo. Morgan đang xem xét đưa Bitcoin vào danh sách những tài sản có thể góp vốn đầu tư. Các công ty thanh toán như PayPal và Mastercard đã có những động thái quan trọng hỗ trợ tiền ảo. Tuần trước, xe điện Tesla tuyên bố đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin và có kế hoạch chấp nhận Bitcoin như phương tiện thanh toán khi khách hàng mua hãng xe. Trong một diễn biến khác có lợi cho Bitcoin, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock ngày 17 tháng 2 cho biết bắt đầu gia nhập thị trường Bitcoin. Trao đổi với CNBC, giám đốc đầu tư mảng trái phiếu của BlackRock nói, mọi người đang tìm kiếm kênh lưu trữ giá trị trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát tăng và thế giới vay nợ ngày càng nhiều. Bởi thế, chúng tôi đã bắt đầu bước chân vào thị trường ảo. Trước đó, hồi tháng 1, BlackRock đưa hợp đồng Bitcoin tương lai thành một kênh đầu tư tiềm năng cho hai trong số các quỹ mà công ty này quản lý. Đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Chúc các bạn một năm mới.